Mai anh nghỉ một buổi ở trạm xá, giúp em chở gạo ra Hà Nội nhé. Thế em đi đâu? Em cũng đi. Lịch hẹn bị ứ nhiều, mình phải chở gạo ra cho họ, kẻo họ lấy ở mối khác. Chậm lại một hôm có được không? Mai anh bận, chót hẹn khám cho một bệnh nhân mất rồi. Đằng nào cũng phải lỡ một cái hẹn, bệnh có thể khám sau được, có sao đâu. Nghề y quan trọng là chữ tín. Nghề nào cũng cần chữ tín, nhất là chữ tín này lại liên quan trực tiếp đến nồi cơm nhà mình. Anh biết rồi. Từ ngày anh ra trạm xá, tiếng thì có thật đấy, nhưng miếng thì chưa có gì đâu. Cả nhà mình giờ vẫn phải trông vào cái gánh hàng sáo này đấy. Thôi vậy, mai anh bận, em sẽ cố. Đèo nặng thêm một chút có sao đâu. Anh biết là anh chưa giúp gì được cho em, nhưng anh sẽ cố sau này. Sao bố về muộn thế hả mẹ? Bố còn bận việc ngoài trạm xá, ăn đi rồi còn học bài. Rõ khổ, con ăn đi chứ Tân. Con no rồi ạ. Thêm một miệng ăn, mỗi bữa cũng chỉ thêm bát thêm đũa, nhưng cứ kéo dài thế này thì gay đấy. Tôi cũng biết thế, nhưng chưa nghĩ được cách nào. Bà phải nói với mẹ con Thúy, chứ cứ bóp bụng nhường cơm, không đủ sức trợ búa, ốm gục là nguy đấy. Rõ khổ, nó về làm dâu nhà mình vất vả quá. Trước chồng đi vắng thì ra một nhẽ, giờ thằng Hải đã về, nhàn nhã cũng chửa thấy đâu. Thế tôi mới bảo bà phải động viên nó. Ông ơi, sao nhà bác thương kia lại đến ở nhà mình? Thế cháu không thấy chân bác ấy bị liệt à? Bố cháu đón bác ấy về đây để chữa bệnh. Sao chữa bệnh lại không lên trạm xá hả ông? Ở nhà mình thì có nhiều thời gian chăm sóc bác ấy hơn. Thế là mất hết cả rồi. Sao? Con tìm gì thế? Dạ, con tìm cái áo ạ. Cháu khó nghĩ quá. Làm phiền anh Hải và gia đình thế này. Cốt yếu là anh khỏi được bệnh, đừng nghĩ ngợi gì. Dạ, châm cứu uống thuốc mới có mấy ngày mà cháu đã cảm thấy đỡ rất nhiều. Anh Hải nhà bác tài thật đấy. Em nó cũng mới khởi nghiệp thôi, còn phải mò mẫm. Nào, để tôi giúp anh. Đấy, cái chân gãy của tôi hồi đó, nếu mà không có thuốc của nó gửi về thì cũng đã thành tật rồi. Ấy vậy mà còn phải luyện tập mãi đấy. Thế ạ. Mẹ, lúc nãy con không dám nói. Số vốn hàng sáo con để trong tủ, sao không thấy? Chết thôi, giả cả mẹ lẫn mất rồi. Thế mà không nhớ được. Mẹ bảo sao cơ ạ? Sáng nay thằng Hải nó dặn mẹ nói với con là số tiền ấy nó vay. Anh Hải vay tiền làm gì ạ? Thấy bảo là mua thuốc nhập vào trạm xá.
Em mệt à? Còn hơn cả mệt. Anh định bàn với em một việc, nhưng em mệt thì để lúc khác vậy. Còn chuyện gì nữa? Cái nhà anh Thương thì đã sang đây ở, tiền vốn hàng sáo thì anh đã trưng dụng làm cái việc cơm nhà vác tù và hàng tổng rồi còn gì. Sao em lại nói như thế? Thế còn chưa đủ hay sao? Tin vào anh ra ngoài trạm xá làm việc để có thêm thu nhập, tiền đâu chưa thấy, chỉ thấy của nhà đội nón ra đi. Vạn sự khởi đầu nan mà. Tiền vốn của em chỉ mai kia là anh trả lại. Còn chuyện của anh Thương, hoàn cảnh của anh ấy như thế. Tôi không nói chuyện anh Thương, đừng để tôi phải mang tiếng ác. Em phải tin anh, rồi anh sẽ thu xếp mọi việc đâu vào đấy. Có việc này anh muốn hỏi ý kiến của em. Việc gì anh cũng tự quyết cả, hỏi tôi làm gì? Nhưng việc này là việc hệ trọng. Vừa rồi anh có đi mua nguyên liệu thuốc của mấy nhà thuốc ở trong vùng. Anh thấy mình hơi bị lãng phí. Một số loại cây thuốc mình có thể tự trồng và tự chế biến lấy được. Giống cây thì cũng không phải là quá khó. Nếu làm được như thế thì giá thành thuốc sẽ giảm. Anh định trồng cây trên lưng à? Anh định bàn với em, dùng đất 5% của nhà, ta trồng thí điểm một số loại cây thuốc. Ta làm trước, nếu có kết quả tất bà con sẽ làm theo. Đất 5% trồng cây thuốc? Anh điên à? Lương thực hoa màu nhà mình phần lớn trông cả vào đấy. Nhưng nếu thành công mà không thể thất bại được thì trồng thuốc lãi hơn trồng lúa trồng rau. Anh còn định mang cái nhà này ra thí nghiệm thêm bao nhiêu lần nữa? Như thế chưa đủ cay cực hay sao? Kìa Tân, khuya rồi, khe khẽ thôi. Tôi đã cắn răng chịu đựng quá nhiều rồi, bây giờ thì tùy anh. Anh muốn làm gì cũng được. Đất đấy, nhà đấy, muốn xây, muốn phá, tùy. Kìa Tân, bình tĩnh, nghe anh nói đã.